Minh Phụng Music xin chào các bạn. Và đây là video mới lần này chúng mình muốn gửi đến mọi người, đó chính là Artesia Performer, mẫu đàn điện vô cùng đặc biệt trong các dòng piano sách tay hiện nay. Đàn được trang bị những tính năng vô cùng nổi trội với giá thành thì vô cùng dễ tiếp cận với đại đa số người dùng. Mức giá của em nó là 5.7 triệu. Hãy cùng theo chân nhân viên bên mình đem cái đàn này đến giao hàng nhanh để gửi đến cho khách hàng xa tại Vũng Tàu. Bắt đầu chuyến đi thôi. Hiện tại các bạn đang có mặt tại showroom 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3. Sau khi được đóng gói cẩn thận bằng ni lông và quấn băng keo thành nhiều lớp dày để tránh va đập cũng như hư hỏng trên chặng đường dài, thì đàn sẽ được đem đến giao hàng nhanh để gửi đến bạn khách hàng xa. Lúc đàn đang được khiêng ra, mọi người có thể thấy bên trong là một khối chữ nhật vô cùng chắc chắn, gồm có hộp đàn và chân đàn. Trọng lượng đàn chỉ có 9 kg nên có thể vận chuyển đàn mà không quá khó khăn. Đàn đã được cố định lên xe, xong rồi nổ máy lên đường thôi. Như trong thước phim lần này, đàn có kích thước nhỏ gọn, không quá cồng kềnh nên khá thuận tiện cho việc giao hàng. Đang giờ cao điểm, mọi người chuẩn bị tan học, tan ca nên đường xá có phần đông đúc. Dòng người hối hả ngược xuôi để tranh thủ những giờ làm mệt mỏi để mau chóng hoàn tất công việc sớm để về cùng người thân. Được khách hàng xa ở mọi miền tổ quốc lựa chọn và mua những sản phẩm tại Minh Phụ Music là niềm vui cũng như trách nhiệm mà đội ngũ công ty được giao. Qua sự tin yêu ấy, chúng mình hiểu rằng phải càng nỗ lực hơn nữa để cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như phải đem đến cho mọi người những chính sách bảo hành sửa chữa tốt hơn trong tương lai để không làm phụ lòng tin yêu của quý khách. Minh Phụng Music xin chân thành cảm ơn. Hiện tại mẫu piano điện thương hiệu Mỹ này trên kênh Minh Phụng Music của chúng mình có rất nhiều video mô tả về thông số cũng như chức năng sản phẩm. Các bạn có thể tìm và theo dõi bằng cách gõ từ khóa Artesia Performer để xem và đặt ngay một em về để phục vụ nhu cầu học tập cũng như giải trí cho gia đình. Và đã đến giao hàng nhanh, cùng đem đàn vào và kết thúc chuyến giao hàng hôm nay thôi. Rất vui vì mọi người đã xem video kỳ này. Nếu có câu hỏi nào về mẫu đàn này, đừng ngại để lại comment. Hãy like, share, subscribe cho tụi mình để có thêm nhiều động lực đem đến các bạn những video hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau.